Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Trạm Trăng Mobile nha Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha mọi người Địa chỉ của bên mình là số 6 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp nha mọi người Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua mình xe máy trực tiếp Còn anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc cho mình mình trước phí ship bên mình sẽ ship hàng nha Anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì liên hệ qua bên mình một là gọi điện thoại trực tiếp hai là có thể nhắn tin bên zalo và ba là anh em có thể nhắn tin qua bên trang fanpage của bên mình nhé trang fanpage của bên mình là trịnh văn mobile số điện thoại của bên mình là 0839 444 400 và số thứ hai là 06 con số 8 748 nha hai số này mình đều xài zalo nha mọi người anh em có thể nhắn tin qua bên zalo bên mình có nhận giao lưu và trao đổi máy nha anh em có máy thì cứ mang qua bên mình sẽ định giá rồi giao lưu trao đổi nha mình sẽ tính cho anh em một mức giá cực kỳ hợp lý nha mọi người chính sách bảo hành của bên mình là 3 tháng một đổi một phụ kiện đi kèm là cáp sạc và tai nghe nha liên iphone thì không có tai nghe đầu tiên mình giới thiệu cho anh em đây là cây uh, oppo a 91 nha con này thì máy đẹp khen bên mình đang bán với giá là 3 triệu 6 nha a 91 thì được cái là màn hình amoled ram 8 màu như trong 128 gb nha 4 camera sau con này là con uh, Note 20 Ultra Máy thì có chạy nhẹ cắn nhẹ nha Cái này bên mình bán với giá là 14 triệu rưỡi nha mọi người Note 20 Ultra hàng chính hãng 14 triệu rưỡi nha Samsung A32 Bên mình bán với giá là 4 triệu 450 ngàn Samsung A32 nha mọi người Máy thì còn đẹp khen 99 Oppo A91 Con này thì máy đẹp 98 nha Cái này bên mình bán với giá là 3 triệu 5 3 triệu rưỡi nha 3 triệu rưỡi đây là chín Mình có một cây hơi trầy à, vì nha, cắn vì nhẹ nha. Cây này bên mình bán với giá là 3350, Oppo A91 nha mọi người. Samsung A31, con này lưng hơi trầy, bên mình bán với giá là 3 triệu 350 000 nha. A31 RAM 6 của như trong 128 GB. Samsung A71 nha, A71 thì mình có hai màu xanh và đen hai màu này bên mình đánh đồng giá với nhau là 5 ,1 triệu mốt nha con này là con uh, Note 10 lớp nha mọi người bản quốc tế một sim bản ép nha cây này bên mình bán với mức giá là 9 triệu rưỡi S20 cộng bên mình bán với giá là 9 triệu rưỡi luôn nha máy đẹp khen 99 Xiaomi K30 5G Con này thì chạy chip 765 màn hình 120 hệt nha RAM 6 và nhớ trong 64 Bên mình bán cái này với mức giá là 4 triệu 150 ngàn Samsung M11 nha Con này thì máy đẹp 98 nha bịt trâu bò đây M11 Bên mình bán với giá là 2 triệu 3 Oppo A5 2020 nha Con này mặt lưng hơi chày RAM 3GB Bên mình bán với giá là 2 ,4 triệu tư Oppo A7 nha Con này vỏ hơi xấu xíu thôi RAM 4GB Bên mình bán với giá là 2 triệu Oppo F11 Pro nha RAM 6 bộ như trong 128 Con này thì vỏ hơi chày xíu nha Con này bên mình bán với mức giá là F11 Pro 3 ,1 triệu mốt Xiaomi Redmi 7 nha mọi người Con này RAM 3GB Bên mình bán với giá là 1 triệu rưỡi nha Mặt lưng nó hơi chạy thôi Oppo A52 Máy đẹp khen nha A52 bên mình bán với giá là 3 ,6 triệu 6 nha Oppo A52 A52 thì chip 665 RAM là 6 bộ nhớ trong 128 nha Con này là con Galaxy S10 Lite Máy đẹp khen Bên mình bán với giá là 6, ,6 triệu 6 S10 Lite nha con này là con Black Hero Con này thì không có tiếng Việt nha mọi người RAM là 8GB Màn hình AMOLED Nói chung là cái viền nó thì hơi tróc tróc nha RAM 8GB Chip 845 Black Hero nha mọi người Cây này bên mình à, bán với mức giá là 3 triệu 7 Black Hero nha 3 triệu 7 Anh em là chiến game thì mua nó về xúc Con này là con Redmi 10X 5G nha mọi người. Con này có hỗ trợ 5G nữa. Redmi 10X 5G nha. Con này thì chạy con chip Megatech 820U nha mọi người. Máy thì còn đẹp. Ken 99, RAM 6 và nhớ trong 64. Bên mình bán cái này với mức giá là 3 triệu 7 nha. Xiaomi Mi 9 SE. Mi 9 SE này thì bên mình bán với giá là 2950, hàng chính hãng. Vỏ hơi chạy xíu thôi. Samsung A71 nha Con này máy đẹp, bên mình bán với giá là 5 triệu 350 ngàn A71 Mình có cây này hơi chạy viền camera chút xíu Cây này bên mình bán với giá là 5 triệu Xiaomi Redmi Note 10 Redmi Note 10 mình có hai màu Trắng và đen nha Redmi Note 10 RAM 6 bằng như trong 128GB Bên mình bán với mức giá là 3 triệu 9 nha Xiaomi Redmi Note 9S RAM là 6 bộ nhớ trong 128 chip 720G cây này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 750 ngàn nha máy đẹp 98 máy hơi chạy chạy thì bên mình bán với mức giá là 3 triệu rưỡi đây cây đây 3 triệu rưỡi nha mọi người RAM 6 bộ nhớ trong 128G con này là con Xiaomi Redmi Note 8 Pro mặt lưng nó hơi chạy chạy nha Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 9 Cây này là cây nó 9S Cây này thì hơi trầy trầy hơi xấu xíu nha Cây này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 450 ngàn Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha Mình có bản RAM 6 bộ như trong 64 và RAM 6 128 Note 9 Pro bên mình bán với giá là 3 triệu 9 cho 64GB và 128GB là 4 triệu nha Oppo A91 nha, máy đẹp 3 triệu 6 Oppo A53 A53 này thì bên mình bán với giá là 3 triệu Samsung A51 nha Con này bản RAM 8GB, máy đẹp Bên mình bán với mức giá là 4 triệu 350 ngàn Galaxy S10 Sách tay bản F1 SIM nha Máy đẹp, con này bên mình bán với mức giá là 5 triệu 8 mình có một cây iPhone XR nha mọi người con này là hàng VN nha còn bảo hành tới tháng 4 2021 pin còn tới 100 phần trăm luôn pin còn 100 nha XR VN bảo hành dài máy thì đẹp 98 nha có chạy nhẹ XR này bên mình bán với giá là 8 triệu 350 ngàn nha 8 triệu 3 thôi iPhone XR VN bảo hành dài nha, pin 100%, máy đẹp 98, 64G nha mọi người. Galaxy Note 10 bản quốc tế 2 sim màu đỏ, cây này bên mình bán với mức giá là 7 ,8 triệu 8 nha. Galaxy Note 10 máy đẹp 98, Oppo. A15 nha Con này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 450 ngàn Máy đẹp nha mọi người Oppo A15 iPhone XS nha Con XS này thì pin còn tới 91 Pin còn 91 nha 64GB Con này lock đã phít thành quốc tế Máy đẹp khen Con này bên mình bán với giá là 6 triệu 9 nha mọi người XS 6 triệu 9 máy lóc đã phí thành quốc tế rồi nha iPhone XS Max nha con này cũng lóc đã phí thành quốc tế pin 92 Zin app nha mọi người XS Max này đẹp khen luôn bên mình bán cây này với mức giá là 8 triệu 9 nha XS Max iPhone 7 Plus nha mọi người con này bên mình bán với giá là 3 triệu nó mẹ kết một chút xíu thôi đây nè 3,9 triệu 9 nha 7 Plus 32GB Pin còn 83 nha mọi người Máy nguyên Zin 7 Plus nha iPhone 12 nha Con 12 này thì Bên mình bán với giá là 16,3 hàng VN Pin còn 100% trăm. Máy có cắn nhẹ xíu Đẹp 98 nha con này là con iPhone 11 Pro pin 88 64GB quốc tế máy đẹp khen Cây này bên mình bán với giá là 13 triệu 850 ngàn iPhone 11 nha Con này 11 64GB Lock đã phía thành quốc tế luôn Máy đẹp khen 99 pin 100% luôn nha Cây này bên mình bán với giá là 9 triệu 850 ngàn Con này là con iPhone X uh, Con iPhone 11 nha Máy đẹp 97 thôi Nói chung là máy hơi viền hơi cắn 64GB quốc tế pin còn 85 cây này bên mình bán với mức giá là 10 triệu rưỡi nha Realme 6 RAM 8GB đẹp khen 99 giá là 3 ,6 triệu Rio 6 Realme 6 máy đẹp 98 RAM 4 như trong 128 nha 3 ,1 triệu 1 nha mọi người con này là con Vinmax Joy 4 RAM 4 như trong 64 con này bên mình bán với giá là 2 triệu nha Vinmax Joy 4 2 triệu thôi con này là con Realme 8 nha. Máy đẹp khen 99. Realme 8 bên mình bán với mức giá là 5 triệu 2. Máy đẹp 99 luôn. Realme 7i nha. 7i này thì hơi trầy đây. cây này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 250 ngàn. Realme 7i nha. Máy đẹp keng 3 triệu 650 ngàn nha. Samsung A02 nha mọi người. Máy con này là chưa có xài luôn. Con này chưa khui siêu luôn nha. A02 màu trắng, RAM 3 g Máy mới nha mọi người. Cây này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 450 000 nha. Samsung A02S 2 triệu 450 000 Xeo Mi 9 nha. Mi 9 này thì ở đây. Mặt lưng hơi nhâm nhâm do xài ốp nha mọi người. RAM 8 bộ như trong 128. Chip 855. Màn hình đẹp không ám ảnh. 19 này bên mình bán với giá là 4 triệu 650 ngàn nha 19 Redmi K30 Pro 5G màu xanh 6 triệu rưỡi nha mọi người K30 Pro 5G màu xanh máy đẹp khen nha chip 865 RAM là 6 trong 128 Galaxy Note 20 Ultra máy đẹp khen 15 triệu rưỡi nha Ken 99, full box, 15 triệu rưỡi. Oppo A94, máy niêu nguyên size, chưa khui size nha. Con này bên mình bán với giá là 6 ,2 triệu 2, máy niêu nha. Anh em khui ra, Acti, máy mới 100%. Samsung A12 nha mọi người RAM 4 và như trong 128 gb con này mới mua được một tháng nha cái này A12 này bên mình bán với mức giá là 3 triệu nha Samsung A12 Realme X50 uh, 5G nha RAM 6 và như trong số 4 con này bên mình bán với giá là 4 triệu 3 nha đây, hey, máy đẹp 98%. Realme uh, 8 Pro nha mọi người. Máy nêu chưa khui nha. Con này chưa active thì nó vẫn là máy niêu nha mọi người. Chỉ bóc cái 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 vỏ bóng này ra thôi chứ cũng chưa sử dụng tới. Realme 8 Pro. Cây này bên mình bán với giá là 6 ,2 triệu 2 nha mọi người. Oppo A91 nha, máy đẹp, 3 triệu 6 Oppo A52 nha mọi người, con này hơi trầy trầy A52 này bên mình bán với giá là 3 triệu 350 ngàn Oppo A92 đây, đẹp khen A92 bên mình bán với mức giá là 3 triệu 750 ngàn nha Oppo A92 Vivo Y20, đẹp khen nha Y20, Y20S chứ Con này RAM 6 Bên mình bán với giá là 3 triệu 1. Vivo Y20S Vivo Y12 RAM là 4 Mình như trong 128 máy đẹp như mới luôn Con này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 6 Vivo V20 nha V20 thì về máy đẹp 98 Bên mình bán với giá là 4 triệu 3 Đẹp kem bên mình bán với giá là 4 triệu 4 nha Oppo A74 nha mọi người Máy đẹp kem 99 4 triệu rưỡi Oppo A94 nha, máy đẹp khen 99 luôn, bên mình bán với giá 5, ,5 triệu rưỡi nha, Oppo A94 Xiaomi, Redmi 8, còn Redmi 8 này thì vỏ nó hơi xấu, nó cắn một xíu nè RAM là 4GB nha, pin 5.000 Redmi 8 này bên mình bán với giá là 1 triệu 650.000 Vỏ xấu nha Oppo A31, RAM là 6, máy đẹp keng 3 triệu nha Samsung Note 20 Máy đẹp 98 nha mọi người Cây này bên mình bán với giá là 11 triệu Note 20 A71 5 triệu 1 Vivo S1 Pro nha Máy đẹp khen Cây này bên mình bán với giá là 3 triệu 3 S1 Pro Vivo A20 nha Ram 4 mình như trong số 4 Máy đẹp khen Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 6 Boco X3 máy đẹp Ken 99 nha RAM 3 bộ nhớ RAM 6 bộ nhớ 164 giá là 3950 RAM 6 128 4 triệu 1 nha Nokia con này thì máy cực kỳ màn hình rất là to luôn 2.4 nha mọi người Nokia 2.4 con này bên mình bán với giá là 1 triệu 7 nha Nokia 2.4 Oppo A31 nha A31 này thì RAM 4 và nhớ trong 128 máy đẹp 98 con này bên mình bán với giá là 2 triệu 650 000 Winmark Aritro nha mình có màu xanh và đen máy đẹp kem 99 nha Aritro bên mình bán với giá là 4 triệu 350 000 Winmark Acti 3 Acti 3 thì mình có 2 cây RAM là 6GB Acti 3 nha Hattie 3 này thì bên mình bán với mức giá là 2 triệu 350 ngàn nha Vinmax Hattie 3, RAM 6GB Cái này là Vinmax B3, máy đẹp khen Bên mình bán với giá là 950 ngàn nha mọi người 3 Realme 5 nha RAM 3, bộ nhớ trong số 4, máy đẹp Giá là 2 triệu 150 ngàn Oppo A91 Galaxy Note 20 Ultra Máy đẹp 98 Giá là 15 triệu nha mọi người Cây này là cây Xiaomi Redmi Note 8 nha Ram 4.4 trong Máy đẹp khen Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 6 nha Cây này Ram 4.128GB Bên mình bán với giá là 2 triệu 7 Máy đẹp Sony Xperia 1 max 2 nha mọi người Con này bên mình bán với giá là 13 triệu Giá con này rất là hời luôn nha 13 triệu rẻ lắm con này là con uh, Samsung Note 10 Lite Còn bảo hành nha Máy đẹp 98 cây này bên mình bán với giá là 5 triệu 850 ngàn Xiaomi K30 Ultra nha Mình có trắng và đen Bên mình bán với giá là 5 triệu 850 ngàn K30 Ultra Xiaomi Redmi Note 8 nha Cái này lưng hơi chày Bên mình bán cái này với mức giá là 2 triệu rưỡi nha Xiaomi Redmi 9T RAM 6 của những trong 128 máy đẹp khen Cây này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 2 Mình có một cây RAM 6 của những trong 128 Cây này RAM, RAM, RAM 4 của những trong 64 nha Máy đẹp khen 99 Bên mình bán cái này với giá là 2950 Cây này RAM 6 128 nha Cây này vỏ hơi trầy trầy nhẹ nha Có cái trầy nhẹ xíu này nữa nè Cây này bên mình bán với giá là 3 triệu nha Redmi 9T Xiaomi mi 19 nha. Mi 9 này thì màn hình ám nhẹ. Cây này bên mình bán với mức giá là mi 9 3 triệu 8. Xiaomi Redmi Note 8 Pro nha mọi người. Note 8 Pro này thì vì nó hơi nhâm nhâm. Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 850 ngàn nha. Cây này là cây Redmi Note 9. Redmi Note 9 thì bên mình bán với mức giá là 2 triệu 850 ngàn. RAM 4 mà như trong 128 gb nha, máy đẹp 98 thôi. Mình có một cây vỏ hơi chạy nhiều thì bên mình bán với giá là 2 triệu 8. Oppo Reno 5 nha. Reno 5. Reno 5 bên mình bán với mức giá là 5 triệu 3. Màu đen 2 cây máy đẹp keng 99 nha. Xiaomi Redmi Note 9 Pro RAM 6 của như trong 128 gb Cây này bên mình bán với mức giá là 4 triệu nha. Oppo A9 2020 máy đẹp keng, giá là 3 triệu 3, 3 nha mọi người. Con này là Reno 5 Reno 5 này thì hơi trầy trầy nha Đây Đây nó hơi trầy trầy nha Cây này bên mình bán với giá là 5 triệu 2 Reno 5 nha Con này là con Reno 2F Con này cũng vỏ hơi trầy trầy đây Bên mình bán với giá là 3 triệu 6 nha Oppo A5 2020 Máy đẹp ken RAM 3 bộ nhớ trong 64 Bên mình bán với giá là 2 triệu 7 Oppo A93 nha mọi người A93 Bên mình bán với mức giá là A93 bên mình bán với giá là 4 triệu nha Oppo A73 máy đẹp khen A73 bên mình bán với giá là 3 triệu 750 ngàn Oppo A73 nha có hai màu đây là Vinmax Sota 5 nha mọi người Sota 5 con Sota 5 này thì nó được miễn phí 4G kết nối sẵn nha mỗi tháng là anh em được miễn phí 10G màn hình con này là 6.5 in máy new nguyên size nha mọi người RAM 3 bộ nhớ trong 64G anh em like, share, chia sẻ video của mình. Con Serta 5 này, Ram 3, Bùi Như Trong 64 thì bên mình sẽ bán cho anh em với giá là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu Serta 5 nha. 2 triệu. Like, share, chia sẻ video giúp nha. 2 triệu nha mọi người. Bản Ram 4, Bùi Như Trong 64 thì bên mình bán với giá là 2 triệu 1 Star 5 máy đẹp keng 99 luôn máy 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 mới chưa xài luôn nha anh em được kích hoạt bảo hành là được bảo hành 18 tháng chính hãng và được bảo hành là một 1 một 1 trong vòng 100 đến một ngày nha pin max 4 ram 3 g nha ram 3 thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 2 và ram 4 thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 3 nha mọi người soi 4 anh em like share chia sẻ giúp video của mình nha rồi 4 này thì nó chạy chip 665 Máy New Insight Màn hình con này là 6.5 in nha Winmark Live 4 nha Live 4 thì hôm nay mình cũng đã giảm giá luôn rồi RAM 4 mình như trong 64 Giá là 2 triệu 6 Và RAM 6 mình như trong 64 Thì bên mình bán với giá là 2 triệu 8, 8 nha Live 4 Nhật anh em mua Vinmark like thì vui lòng cho mình like, share, chia sẻ mình mới bán giá này nha mọi người Tại vì mình cũng còn số lượng có mấy cây thôi Anh em nào nhanh tay thì chốt chứ qua cái lô này nữa là không có hàng nữa nha Pro. Like, share, chia sẻ sẽ mình sẽ để bán giá với giá giá là 4 triệu 8 nha Vinmark Pro. Ram 8, triệu 128 Màn hình đó là màn hình full view luôn Pro nha Vinmark Aris. Ram 6, triệu 164 Bên mình bán với giá là 3 triệu 6 nha Winmark Aris Aris thì chạy chip 730 Màn hình AMOLED Camera chính là 64 g RAM 8 nha mọi người RAM 8 mọi như trong 128 Aris bên mình bán với giá là 3 triệu 8 nha Winmark Aris nha Những con Winmark này anh em vui lòng like, share, chia sẻ Rồi anh em mới chia sẻ lên Facebook giúp mình nha Rồi anh em chụp hình màn hình lại Rồi gửi cho Zalo bên mình Thì bên mình, mình sẽ bán cho anh em với một quốc giá này nha mọi người rồi hôm nay mình có về được một số máy giới thiệu tất cả mọi người nha Anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì liên hệ với bên mình Anh em coi video nhớ cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha mọi người Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình ạ